Em thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày cuối của mùa phục sinh. Bởi vì theo đúng phụng vụ thì từ khi lễ phục sinh đến nay là sắp sửa đủ 40 ngày. Và ngày mai là các giáo hội ở bên phương Tây họ mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Còn ở Việt Nam thì mình rời vào ngày Chủ nhật. Trên Chủ nhật tới chúng ta minh mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, rồi sau đó minh mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cho nên những bài đọc ở trong những thánh lễ trong cái tuần thứ sáu mùa phục sinh này, chúng ta nghe những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ về việc Ngài ra đi. Nhưng mà sự ra đi của Ngài không để cho các môn đệ phải cảm thấy trống vắng, hụt hẫng như đàn chiên bơ vơ không người chăm sóc. Nhưng có Thánh Thần là đấng được Thiên Chúa sai đến để thay thế cái vai trò của Chúa Giêsu, tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và giúp cho các môn đệ hiểu và nhớ lại tất cả những điều Chúa Giêsu đã dạy dỗ. Cho nên ở trong bài tin mừng hôm nay đó, thì chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ là Ngài còn rất nhiều điều để mặc khải cho các môn đệ. Nhiều lắm. Nhưng mà anh em biết rồi, khi con cái của anh em chuẩn bị đi học xa, hoặc là khi anh em chuẩn bị đi xa, thì mình có biết bao nhiêu điều phải gửi gắm để hướng dẫn. Nhưng mà gói gọn chỉ trong một giờ đồng hồ, mình không thể nói hết được. Mà nếu mà nói cái lỗ tai này thì nó cũng chạy qua lỗ tai khác. Trên Chúa Giêsu phải đợi đến Chúa Thánh Thần là đấng làm cho các môn đệ hiểu những điều đó. Chính Thánh Thần sẽ hướng dẫn các môn đệ đến chân lý toàn vẹn. Chính Ngài sẽ thông truyền cái điều mà Ngài đã nhận lãnh từ nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả từ nơi Thiên Chúa Cha, và đó là điều mà Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ hiểu được. Anh em cứ tưởng tượng khi các môn đệ nghe Chúa Giêsu nói những điều này thì các ngài có hiểu được không? Tôi nghĩ chắc không hiểu đâu. Bởi vì chúng ta sống sau các ngài 2000 năm, chúng ta có bài học về sự phát triển của giáo hội sơ khai mà nhiều khi đọc đi đọc lại chúng ta còn chưa hiểu hết. Nhưng chúng ta cảm nhận được một điều: Chúa đã hứa ban Thánh Thần, và Thánh Thần tiếp tục thực hiện trong tâm hồn của những người tin vào Chúa Giêsu, trong giáo hội của Ngài, cách này hay cách khác, để chúng ta làm phát triển cái điều mà Chúa Giêsu đã đem đến cho thế giới này. Chúa Giêsu nói về vai trò của Thánh Thần sẽ có trong giáo hội. Khi được ban cho giáo hội thì chúng ta thấy một phần nào cái vai trò của Thánh Thần cũng đã được đề cập đến trong Cựu Ước, tuy chưa được rõ nét như trong Tân Ước. Ở trong Thánh Vịnh 25 thì tác giả có nói: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo cho con, xin dẫn con đi theo đường chân lý và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những trông cậy Ngài, bởi vì Ngài nhân ái. Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân biết đường hoán cải. Thánh Vịnh 25 câu 4, câu 5 và câu 8. Chúa Thánh Thần là đấng chỉ đường và giúp cho cái người tín hữu ở lại trên cái con đường mà Chúa Giêsu đã vạch ra. Ngài có vai trò của người mặc khải, tức là làm cho người khác hiểu, tỏ bày cái điều còn ẩn kín. Ví dụ, đối với người Do Thái thì anh em biết
cái quyền được làm con Chúa là một đặc ân của họ. Họ coi đó là cái quyền của những người con cháu Abraham mới được hưởng. Cho nên cái việc mà rao giảng về Thiên Chúa cho người ngoại đối với họ là một điều không thể chấp nhận. Cũng giống như gia đình của anh em có được 5 người con, và khi bố mẹ để lại cho được 2 mẫu đất thì có lẽ là anh em sẽ chia nhau 5 người, mỗi người 4 sạc. Nếu mà cái người ăn cả mà cảm thấy yêu thương em, thôi anh có được 1 mẫu rồi, còn cái thằng út nó chưa có, thôi phần của anh để cho thằng út. Thế thì nếu mà vì yêu thương nhau chúng ta nhường nhịn, nhưng mà chỉ chia sẻ cho những người là con của bố mẹ. Nếu bây giờ có một người nào đó đề nghị, ô cái thằng hàng xóm nó cũng nghèo quá, thôi cho nó xào, anh em cho không? Anh em cho không? Anh em cho không? Làm sao cho được? Bởi vì đây là của mồ hôi nước mắt của bố mẹ làm ra, và bố mẹ để lại cho mình để mình nhớ xin lễ cầu nguyện và có phương tiện sống. Trên đối với người Do Thái cũng vậy. Và khi các môn đệ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn sau khi Chúa lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi, thì các ngài ra đi rao giảng. Bây giờ rao giảng cho ai? Thì giống như Chúa Giêsu, trước hết là rao giảng cho những con chiên lạc của nhà Israel đã, bởi vì đó là cái quyền họ được hưởng. Mà bây giờ nếu mà đến rao giảng cho chiên lạc nhà Israel mà nó không nghe, nó còn quấn nữa, nó bỏ tù nữa, thì bây giờ làm sao? Không lấy mình câm miệng à? Thì các môn đệ bắt đầu mới khám phá ra, đâu có phải chỉ người Israel mới được Thiên Chúa cứu chuộc, bao nhiêu người là anh em tôi. Và vì thế các ngài quyết định phải rao giảng cho người dân ngoại. Mà bây giờ rao giảng cho người dân ngoại, rao giảng sao? Và lúc đó nó gặp một cái sự cản trở, là những người dân ngoại họ trở lại đạo Do Thái thì họ có phải giữ lề luật của người Do Thái không? Họ tin Chúa Giêsu nhưng mà Chúa Giêsu là người Do Thái. Và Chúa Giêsu là ơn Chúa ban cho người Do Thái trước tiên, bằng chứng là Kinh Thánh và các tiên tri nói về cái người con được sinh ra để mang ơn cứu độ cho dân của Ngài trước. Thế thì người Do Thái trở lại, có phải cái người dân ngoại trở lại có phải giữ luật giống như người Do Thái không? Và cái câu chuyện này anh chị em cũng thấy bàng bạc ở trong cái cuộc sống thường ngày của mình. Ví dụ trong cái mùa chay vừa rồi thì tôi nhận được một cái thư của một ông cụ. Ông viết cho tôi như thế này. Ông nói: thưa đức cha, con thấy các giáo xứ chung quanh họ ngắm bằng cái kính ngắm của người Vinh. Tại sao cha sợ con? Thì ba cái ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh thì lại thông báo là ngày thứ năm mình ngắm theo cung ngắm của người Vinh, ngày thứ sáu mình ngắm theo cung ngắm của người Huế, và ngày thứ bảy là mình ngắm theo cung ngắm của những anh em còn lại. Và ông nói với tôi: con năm nay 83 tuổi rồi mà con chỉ thấy người ta ngắm theo cung ngắm của người Vinh thôi, chứ có bao giờ mà ngắm theo cung ngắm của người Huế hoặc của người Bình Định đâu. Thế thì khi tôi nhận được cái thư tôi đọc, tôi nói cảm ơn Chúa là cụ này đã 83 tuổi mà luôn luôn cảm nghiệm cái sự ngọt ngào khi ngắm cái cung ngắm của người Vinh. Đúng quá. Thế nhưng cụ quên mất, nếu trong một giáo xứ mà toàn người Vinh thì người ta ngắm theo cung ngắm của người Vinh là hợp lý.
Còn nếu có những anh em từ địa phương khác đến, họ cảm thấy gần gũi hơn với cái cung ngắm của họ khi còn trẻ. Giọng Huế, giọng Bắc hoặc là giọng Bình Định thì mình cũng phải biết chia sẻ cái lòng đạo đức cho người khác nữa chứ. À? Và cha Sở khi gặp một cái vấn đề có nhiều sắc địa phương ở trong giáo xứ của mình, Ngài đã thu xếp làm thế nào để mỗi người, dẫu cho anh đến từ đâu, anh vẫn cảm thấy cái chỗ đứng của mình trong cộng đoàn phụng vụ. Cho nên Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết phân biệt cái điều mới, điều cũ, và tìm cái cách tốt nhất để áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình. Cũng giống như anh chị em, bình thường thì anh chị em cũng ăn thịt, cũng ăn cá, cũng ăn rau, nhất là cái mùa mà bắt đầu khá khá thì ăn nhiều hơn. Ví dụ như ngày hôm qua tôi đi thăm bà con ở dưới vùng Đắc Ân, rồi Thiên Ân ở Bù Gia Mập, thì tôi hỏi thăm về cái mùa màng năm nay, thì anh em nói: ô, tụi con dưới đây được mùa chứ, năm nay điều những chỗ khác mất, nhưng mà tụi con được. Cái người thấp nhất bình quân một hecta cũng được 2 tấn. Riêng những người Thái Bình họ chăm sóc kỹ hơn thì mỗi hecta 3 tấn. 3 tấn mà giá 37 là khá lắm rồi. Và khi mà được khá khá như thế thì vấn đề ăn uống chi tiêu của mình nó cũng thời lợi hơn. Nhưng mà khi anh em thời lợi như thế thì nó có những vấn đề về an toàn thực phẩm. Heo thì người ta cho ăn thứ tăng trọng, cá thì giờ nó chết hàng loạt từ Hà Tĩnh cho đến Huế. Thì bây giờ khi mà đứng trước những nguy cơ về an toàn thực phẩm thì anh em lựa chọn cái gì? Không lý mình ăn chào suốt nào hả? Ăn chào suốt thì mấy đứa nhỏ đâu có chịu được hả? Thì cũng có bữa cá, bữa thịt, nhưng mà mình biết lựa chọn cái cá nào là cá an toàn, cái thịt nào là cá an toàn. Chúng ta phân định để tìm ra cái cách giải quyết tốt đẹp nhất. Chúa Giêsu nói với chúng ta: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và bây giờ đến lúc Chúa Giêsu trở về trong vinh quang của Chúa Cha, thì Ngài không còn hiện diện bên các môn đệ một cách hữu hình như trong vòng 3 năm Ngài đi rao giảng. Anh em thấy trong 3 năm Chúa đi rao giảng thì Chúa ở bên cạnh. Các môn đệ khi nghe giảng có điều gì không hiểu thì về hỏi Thầy: Thầy, hồi chiều Thầy giảng như đó, nhưng mà chỗ đó làm sao? Là Chúa Giêsu cắt nghĩa giống như ở trong dụ ngôn người gieo giống. Như bây giờ Chúa sắp sửa về cùng Cha, Ngài hiện diện giữa các môn đệ một cách khác, vẫn ở bên cạnh, nhưng mà các môn đệ không còn thấy Ngài như xưa. Thì chính Thánh Thần được ban cho giáo hội để làm tròn cái vai trò này. Thánh Thần giúp các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu, dẫu cho không nhận thấy Ngài bằng đôi mắt thường. Thánh Thần là đấng mặc khải, thần khí của sự thật hướng dẫn đến sự thật toàn vẹn. Chúa Thánh Thần không nói với chúng ta những điều mới, nhưng Ngài giải thích cho chúng ta hiểu những điều mà Chúa Giêsu đã nói. Và chính Chúa Thánh Thần, Ngài đi vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa xuyên qua lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã nói về Thánh Thần chân lý. Ngài sẽ dạy tất cả và nhắc nhớ anh em tất cả những điều mà Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 16 câu 24. Thánh Thần không phải chỉ là một đấng mặc khải về một sự hiểu biết trừu tượng và lý thuyết, nhưng là một sự hiểu biết đã được sống. Và theo nghĩa này, người ta có thể nói Chúa Thánh Thần giống như là người tài công lái con tàu, như là người trưởng đoàn để hướng dẫn một cuộc hành hương. Vai trò này là sự hiện diện của sự hướng dẫn liên tục
trong cách mô tả về đời sống của giáo hội trong sách Tông đồ Công vụ. Các môn đệ phải tìm ra những giải pháp và hành động trong những hoàn cảnh hoàn toàn mới. Như Philippe, trên đường đi xuống Samari, gặp một cái ông hoạn quan của nữ hoàng Ethiopia đang ngồi trên xe và đọc lời Chúa ở trong sách tiên tri Isaiah chương 42. Và thánh thần thúc đẩy Philippe chạy theo cái xe đó. Thì Philippe chạy theo và nghe ông ta đang đọc lời của tiên tri Isaiah. Như con chiên bị đem đến lò sát sinh, Ngài không hề mở miệng, không lên tiếng kêu la, bởi vì Ngài đã phó thác toàn thân của mình cho Thiên Chúa. Thì Philippe gõ ngay cái cửa xe, cốc cốc cốc. Ông đọc mà ông có hiểu gì không? Ông kia nói không, nó không hiểu, tôi giải thích cho hiểu. Leo lên xe giải thích, và sau đó đến chỗ có ao nước thì viên hoạn quan nói là bây giờ có gì ngăn cản để tôi trở thành con cái của Chúa không? Và Philippe đã rửa tội cho vị hoạn quan đó. Hoặc là khi nhu cầu của cộng đoàn ở tại Jerusalem, có nhiều người bà quá không phải ở Jerusalem, là người ở các cộng đoàn về mừng lễ, không được chăm sóc một cách chu đáo. Và vì thế với cái nhu cầu thì các tông đồ đã lập ra các phó tế để chuyên môn phục vụ bàn ăn, chăm sóc cho những người neo đơn, già yếu. Và khi cộng đoàn đã có người chăm sóc rồi thì các thầy phó tế lại tiếp tục ra đi rao giảng tin mừng. Hoặc là khi mà đi truyền giáo như thế thì gặp những cái vấn đề khó xử giữa người Do Thái và người Hy Lạp, thì các môn đệ đã họp nhau lại ở Jerusalem, cái công nghị Jerusalem, để đưa ra những tiêu chuẩn làm thế nào để sống hiệp nhất trong giáo hội. Chính nhờ việc chú ý đến sự hiện diện của Thánh Thần mà các tông đồ luôn tìm ra những cách giải quyết cho phép giáo hội tiếp tục là công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và cuối cùng, chính Thánh Thần là đấng ban sự sống mà Đức Kitô mang lại. Sự sống này làm cho các môn đệ trở thành con cái Chúa và cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa sống trong các môn đệ và làm cho các ngài trở nên hình ảnh của Con Thiên Chúa, như Thánh Phaolô viết trong thư Roma chương 8 câu 29. Và như trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe, Thánh Phaolô khi đi rao giảng đến thành Athena, nó là cái trung tâm của đời sống trí thức. Cũng giống như tôi đang ở Ban Mê Thuột mà tôi đi ra Hà Nội vậy đó hả? Mình giống như cái anh nhà quê mà lên tỉnh hoặc là xuống Sài Gòn. Giữa những người trí thức như thế thì Thánh Phaolô biết rao giảng gì? Ngài đi một vòng chung quanh thành phố, Ngài thấy tượng đủ hết, người ta thờ đủ vị thần. Và riêng có một cái bức tượng đề là Kính Thần Vô Danh, tức là ông có tên, biết ông là thần mà không biết ông là ai. Thì Thánh Phaolô nhập cuộc và bảo, cái đấng mà anh em không biết tên là gì thì tôi giới thiệu cho anh em, đó là Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chết để cứu chuộc chúng ta. Và dẫu bị những người ở Athens coi thường, ngạo mạn, thì Thánh Phaolô vẫn tiếp tục rao giảng. Và rồi có một số người tin theo. Từ một số người này, Thánh Phaolô đã nhân rộng lên và sau này đã trở thành một giáo hội mạnh mẽ. Và anh em gia trưởng thân mến, trong cuộc sống của anh em, đôi khi mình cũng bị người khác coi như những kẻ xa lạ vì mình sống không giống họ. Chính niềm tin vào Đức Kitô và qua lời dạy của giáo hội, anh em can đảm sống theo lương tâm ngay thẳng của mình, khi dám mạnh dạn từ chối những điều mà người chồng có trách nhiệm với gia đình không làm, như ngoại tình, gian dối.
Chính Thánh Thần đang đồng hành cùng anh em, để ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, anh em vẫn biết cách dung hòa giữa đời sống đức tin và trách nhiệm của người chủ gia đình trong xã hội hôm nay. Và điều đặc biệt mà thế gian khi nhìn vào sẽ nhận ra chúng ta là con cái của Thiên Chúa, đó là chúng ta biết vượt lên trên lòng tự ái, ích kỷ, ghen ghét, hận thù để sống lòng thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta lòng yêu mến Chúa, yêu mến gia đình, yêu mến con cái, để chúng ta cùng với Thánh Thần chu toàn trách nhiệm của mình một cách tốt đẹp nhất. Và tôi tin là qua cuộc tín huấn này, anh chị em sẽ trở về với gia đình của mình tràn đầy Thánh Thần, và anh em sẽ truyền thông Thánh Thần đến cho những người trong gia đình của anh em nữa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.